Bán dài khỏe không anh Chiến? Bán dài cũng khỏe, tôi bán số anh, bán số. Vậy là cũng khỏe đó. Dạ. Rồi cái vết thương nó lành chưa? Nó không có lành, nó cũng lầy lầy vậy đó, nó chỉ là đỡ thôi chứ nó không được lành không. À, mình rửa thì nó cũng đỡ đỡ thôi chứ nó không có lành đúng không? Dạ. Cái chai nước này nè là em xin ở dưới ông cha Diệp á, anh uống đi, em xin bệnh cho mấy người bệnh á. Dạ, anh uống thì nước suối bình thường thôi nhưng mà mình giống như mình xin phép khô ông cha Diệp vô vậy đó, rồi mình uống giống như cho nó khỏe lại mà em xin cho mấy người bệnh á. Dạ, tưởng đâu này. À, còn cái thuốc này nè là của cái chị bên Mỹ á, chị gửi á, là chỉ cho mình uống những cái lúc mà cảm sốt với nhức nhói rồi đó, mình bị nhức nhói rồi đó là mình uống để cho nó bớt á. Mấy dài nó cũng nhức kia là nóng lạnh. À, thì cái đó là tới nào mà nhức nóng lạnh mình uống. Cảm sốt rồi đó. Dạ. Là cái đó 100 viên đó, là thí dụ anh bị bệnh đó thì anh uống sáng viên chiều viên thôi. Dạ. Ha. Rồi bây giờ là cái phần quà này là của chị Phượng. Dạ. Gửi cho anh á, là anh Chiến á, là 100 đô. Là nó 2,3 triệu. Rồi anh Chiến nhận cảm ơn chị Phượng giùm em ha. Rồi em cảm ơn chị Phượng, chị giúp đỡ cho con em vượt qua khó khăn này. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô Phượng cái đi con. Rồi con gắng học nghe, đằng mai mốt đằng có nghề nghiệp đằng nuôi ba nha. Rồi bây giờ em chúc cho anh Chiến, thay mặt cho chị Phượng chúc cho anh Chiến nhiều sức khỏe ha. Dạ. Gắng vượt qua khó khăn ha anh. Rồi rồi. Để lo cho hai đứa con ha. Rồi giờ em chào anh Chiến về ha. Rồi cảm ơn luôn anh. Dạ. Quý vị ơi, cho Phúc Toàn nhắn gửi đôi lời với mấy cái anh chị cô chú mạnh thường quân mà gửi vô cái tài khoản của Phúc Toàn đó, thì quý vị làm ơn nhắn giùm là cho ai để Phúc Toàn biết mà ghi vô bao thơ để mà đem đi. Quý vị ơi, có 3-4 người gửi vô mà không có nói là cho ai hết trơn thì bây giờ tiền đó Phúc Toàn biết đem đi đâu quý vị. Bây giờ anh chị cô chú mạnh thường quân nào mà đã gửi tiền vô tài khoản của Phúc Toàn đó mà chưa thấy Phúc Toàn giao đó thì làm ơn nhắn lại cái thông tin giùm là cho ai nha quý vị, để Phúc Toàn dò lại và để biết mà đem đi cho nha quý vị ơi. Có 3-4 người gửi mà không có nói là cho ai hết trơn thì giờ Phúc Toàn đang giữ ở đây không biết làm gì luôn quý vị ơi. Còn chú Xuân bây giờ là mình xin tiền cho chú đi qua bên núi Ông Két đó là để trị bệnh đó, nhưng mà bây giờ đó là chú đi cầu ra máu luôn rồi, thì thành ra bây giờ là chú đang nằm bệnh viện Châu Đốc luôn rồi quý vị ơi. Là ông thầy đó, là thuốc của ông thầy đó là uống chú Xuân không có chịu, rồi bây giờ bệnh nặng luôn rồi, vô Châu Đốc nằm luôn rồi. Thì còn cô Ngọt đó thì bây giờ là khỏe nhiều rồi. Một chút xíu này Phúc Toàn sẽ đưa hình ảnh của cô Ngọt lên cho quý vị xem. Và Phúc Toàn chân thành cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ Phúc Toàn vừa qua. Phúc Toàn chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều rất nhiều. Giờ này mới ăn cơm trễ vậy. Bữa nay ăn trời. Mấy gà chạy có đi bán số không? Có. Có hả? Đèn nó kỳ vậy ta. Rồi sao mấy em gạo bớt bệnh không Tâm? Không bớt. Nó còn ở lên ngoài nó bụng chứ nhắc. Ờ. Là giống như nó quể quải cho mình hay sao? Quể quải mà nó cứ nhắc ăn bữa nó hơn chén cơm mình ở lên không à. Ờ. Mà đêm ngủ cũng không được, mà ngày ngủ không được. Ờ. Lăn lộn. Rồi nó có đau tử gì không? Thôi được rồi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi xong rồi cái gì cũng được chứ á. Đau bao tử với đường ruột á. Ừ. Nó hai bên nó dúng này nè. Ừ. Nó sâu bụng mà nó cũng quất hơi. Ừ. Ăn bữa ăn chén cơm. Cái đó bây giờ cậu mà đi siêu âm coi nó làm sao á. Chứ mình không siêu âm mình đâu có biết bệnh gì đâu. Yeah. Mấy người còn đi kiếm tiếng Anh nữa không? Không. Nghĩ hả? Làm ơn là Phước mình đừng đi kiếm tiếng Anh nữa đi. Kiếm có gặp đâu mà kiếm hoài trời. Rồi mấy gà Tấn có sao không? Có khỏe không hay là sao? Dạ ngủ cũng khoảng 2-3 giờ là thức nè. Ngủ thuốc mà chưa nó ngủ rồi cả 2 giờ, 3 giờ rồi bắt đầu thức 2 giờ. Bệnh gì mà kỳ cục vậy trời ơi. Ngủ thuốc chưa, không ngủ không? Có thuốc rồi không ngủ.
Cái đó cá chê hay gì anh Tâm? Cá chê mua hút cua hồng á. Ừ. Rồi chiên nướng hả? Nướng hả? Ăn quá ăn, bởi vì mập là phải rồi. Dạ bữa nó đi chơi nè, đi không? Đi. Đi không? Đi. Chính này dẫn đi biển luôn, chịu không? Chịu không? Có tiếng Anh đi không? Không, chính này tao bỏ tiếng Anh ở nhà. Bỏ hả? Ừ. Ôi. Có tiếng Anh đi theo mày chứ không thể thuận chắc quánh lộn nhau luôn quá. Quánh lộn hả? Đi tới đâu có biển hay đi bạn? Đi tới đi Hà Tiên á. Đi Hà Tiên. Chưa đâu mới tính à? Nói tính chưa? Chưa đâu. Chị nào mà mập này nó hết đi kiếm tiếng Anh mới đi được. Cái này nghỉ kiếm à? Nghỉ kiếm rồi. Rồi mấy gà bán số được không? Đắt không? Đấy. Đấy hả? Rồi có bữa nào còn dư không? Dư mười mấy tấm chưa cho anh Hai đi. Rồi mười mấy tấm đem về đưa anh Hai đi. Đưa anh Hai đi. Rồi anh Hai đi hết không? Hết. Trời ơi trời, bán có vụ đem cái nước cốt về cho người ta bán tiếp nữa trời. Bán được có 2 chục hay mấy tấm mà đem về bán nữa. Ủa, tôi đi mấy ngày tôi chắc chưa nặng cái đầu tới từng tấn. Chứ không bán là hôm đời chiều tiền cái đầu chồng cho người ta. Mấy gà bà khỏe không? Tôi hàng tấn. Dạ, bà không có khỏe, hồi nãy mệt quá chết suốt nữa đó. Ờ, là bác sĩ bên đó đó hả? Dạ. Giờ bị gì mệt? Lên máu hả? Lên máu nè. Ờ, bà là phải giảm ăn đồ mặn lại chứ nếu ăn đồ mặn nhiều quá là bệnh nó lên máu hoài luôn. Bị ăn chay rồi nấu canh rồi chấm nước tương vậy thôi chứ còn. À. Vậy là đi bác sĩ hoài vậy đó hả? Dạ, không dài xíu chịu không bộn, đau quá chịu không nổi, thiếu thí à. Chết thiếu luôn. Chết thí. Trời tự không thẳng gỡ chứ. Đau giọt bẻ. Giọt bẻ là cứng hai cái giò hay sao? Mệt. Dạ. Dạ. Nó quéo xuống nó nhức dữ lắm chứ không phải nó êm. Dạ. Rồi bây giờ bà nhận giùm con cái phần tiền này của anh Bùi nè. Con gửi cho bà là 300 ngàn ha. Dạ. Rồi bà cảm ơn anh Bùi con cái. Cảm ơn chú Bùi, cảm ơn chú nè. Dạ. Cảm ơn rồi. Nhiều lắm. Thay mặt anh Bùi ha, con chúc cho bà nhiều sức khỏe ha. Dạ. Ráng giữ sức khỏe, sống với mấy đứa cháu cho lâu chút. Dạ. Dạ, rồi. Cảm ơn chú Bùi nhiều lắm. Dạ. Nói gài khỏe không mập? Khỏe. Khỏe hả? Bớt nói chuyện nè chú. Không có nói chuyện nhiều nữa hả? Dạ. Ủa hổng nó nói vậy. Tôi mệt cũng chết, tôi nằm ra để cho nó. Vì là trúng thuốc rồi. Bớt nói là trúng thuốc rồi. Còn Tấn này là còn ngủ chưa được nè. Còn Tâm bây giờ là phải đi siêu âm đi. Cái bụng ông vậy là có vấn đề rồi đó. Nó đau đau hoài vậy là không có được đâu. Dạ. Nè rồi bây giờ cái chị... mẹ của Simi Hoàng nè gửi cho hai cái áo nè, đâu thử coi vừa không, chồng thử coi vừa không, cái đó là mở dây kéo đó, cái tím nó mở dây kéo đó, đâu phát coi vừa không, ông mập quá mập rồi. Mặt á, mặt chứ sao phát vậy, thọt tay vô. Ờ, gài là có vừa không? Vừa. Chưa biết là vừa rồi. Cái bụng quá. Nó uống nước quá. Nó ăn ngày 2 tô không? Hơn tô. Hơn tô hả? Hơn tô. Khó kéo rồi. Gài sát xuống mới kéo được. Gài sát xuống. Gài hai bên bằng nhau mới kéo được. Rồi đó, vừa đó, vậy là cái áo kia vừa rồi, hai cái con xây một à, đâu ngồi xuống coi. Rồi vậy là vừa rồi. Rồi cởi ra đi ông ơi, giờ này mặt là đổ mồ hôi hột luôn đó. Áo đó, áo khoác á, để có đi đâu là nó mặt nó ấm á. Hôm bữa chị gặp nó mặc cái áo kia chẹt quá rồi chị mới kêu con mua cho nó hai cái áo đó. Rồi cởi áo ra đi, ngồi xuống nói chuyện tiếp coi. Có kìa, có ngồi kìa. Ngồi xích lên coi. Trời ơi. Rồi mấy em gà còn nhớ thương tiếng Anh nữa không? Hết rồi hả? Giờ yêu thề thận rồi phải không? Giờ yêu bên tạm chứ.
Tào lao nữa, tào lao nữa, ba lông nữa không? Thấy không? Ba lông nữa không? Nói chuyện tao tào lao ba lông nữa đấy không? Hồi nãy tao đi lại nhà bà Lon, bà cũng nói bà thương tao, bây giờ tới mày nữa. Trời ơi là trời, bà Lon á. Bà Lon bữa đi khám bệnh với mình đó. Bán cái số đó hả? Ừ. Không không giống hả? Mượn tiền phước đó hả? Ờ, tự nhiên bà hỏi tôi là thương thiệt không? Vậy tôi nói thương ai? Bà hỏi tôi, bà hỏi thương bà thiệt không? Nè, còn cái này nè là cái chai nước xin với chai Diệp về nè đó, ông uống đi. Dạ. Cho em chai luôn. Đây. Mập. Đó, uống đi. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chú tặng. Cái đó là sinh bệnh đó, uống rồi có bớt không? Còn cái này nè là thuốc của cái chị bên nước ngoài gửi nè, là giống như là mình bị cảm sốt hoặc nhức đó là mình uống ha, là giống như sáng viên chiều viên nếu bị bệnh á. Dạ. Sáng viên chiều viên không? Ờ. Này có hai thứ, có thứ một không? Thứ một. Thứ một. Giống như là nó nóng sốt trong mình với nó cảm rồi đó, là mình uống vô sáng viên chiều viên rồi với nó bị nhức nữa. Dạ. Cái đó nó chỉ nhức nữa đó. Dạ, yeah, em cảm ơn chị gì. chị gì, tao không nhớ tên nữa. Để coi coi. Nó mượn phước 100 ngàn thấu cho công an. Chứ nó nói nó không có mượn. Ai mượn? Con nhỏ đó đó. Ủa, ba đâu có đi bán số đâu mà gặp. Một lần đi bán số với rò đó chú. Bây giờ là nghỉ rồi. Nó nói á, cái trên bờ nó thấy cho ông phước 100 ngàn. là hồi đó đi bán gặp rồi bả mượn hả? Dạ. Bán với đò chung với nhau á. Chị này mà không có mượn, mượn trả lời hỏi nha, không có mượn. Nghĩ à, không có đâu. Cái wifi mấy người coi được không? Được. Mà không có bữa đó nó bị lắp bữa trước cái bữa sau là nó chịch giờ á. Ừ. Nó lên mình nói đâu nó không wifi nó chịch cái gì không, mày hầu nó không phải đang tại truyền hình chỉnh giờ lại hát luôn tới giờ. Chị này bữa nhắn tin xong không biết làm đâu luôn. Chị Lê Nguyễn Lê. Chị Lê, Lê Nguyễn. Lê Nguyễn không biết chị tên gì luôn. Lê. Giờ chắc chị Nguyễn Lê rồi đó. Rồi, cảm ơn chị Nguyễn Lê đi. Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Lê. Ừ. Chúc chị Nguyễn Lê có một năm đại thắng. Ờ. Dạ. Giờ thay mặt chị Nguyễn Lê ha, chúc cho gia đình được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ còn cái phần quà kế tiếp. À, thằng mập á, mấy em gái biết nó dặn tôi cái gì mà tôi điện nó không được, nó không bắt máy luôn. Nó thấy mốt rồi hả? Mập bán giấy số rồi. Ờ. Mập đó đâu phải là mốt. Anh nói tên gì á, chứ nó tên gì á. Này cái anh giấu tên ở Cali nè. Anh gửi cho gia đình mình là 500 ngàn. Rồi anh Tâm nhận, cảm ơn cái anh giấu tên ở Cali giùm ha. Ừ. Cảm ơn anh Cali. Chúc anh Cali nhiều sức khỏe. Ờ, anh này à, anh giấu tên ở Cali á. Rồi ngày mai hả gì không có rảnh tranh thủ đi khám cái bụng coi nó có gì không, rồi thí dụ nó có gì thì mình tính nữa, chứ bây giờ ông để vậy nó đau vậy hoài chịu nổi sao? Dạ bớ nó đau chạy khó chịu lúc nào không uống chút. Trời ơi, biết bệnh gì mà hốt thuốc nam, rồi bây giờ đi xuống dưới siêu âm cái đi, cho người ta lấy cái giấy siêu âm coi mình bệnh gì. Yeah. Rồi xong rồi mình tính tiếp. Đừng uống đừng nào, không ngủ. Ông bác sĩ Hầu đó là giống như mình siêu âm á, là yeah, bệnh gì là ông nói rồi mình cầm cái giấy siêu âm nó về là mình biết bệnh gì rồi mới mua thuốc uống được. Yeah. Hoặc là ông cho thuốc luôn. Ông đưa thuốc rồi mình vô uống phải không? Ừ,
Thì bây giờ ngày mơ hả, ngày mốt gì bữa nào rảnh đó đi khám cái đi chứ để đau đau gì hoài nguy hiểm lắm đó. Sáng đi chứ đau ngày mơ gì. Ừ, đau vậy là nó nguy hiểm lắm đó, biết nhiều khi ở chổng nó bị gì đâu rồi mình đi khám coi nó bị gì rồi mình về mình biết thuốc. Rồi vậy đi ha, chứ để đau đau ơi hoài mà nó mệt cho mình hoài là không có tốt đâu đó. Nó đưa hơi lên hoài ăn. Chứ bữa đi khám mà bên tâm thần người ta đâu có khám siêu âm cho mình đâu. Yeah. Thì bây giờ mình đi siêu âm đi coi ở chổng nó bệnh gì. Chứ bây giờ mình để như hoài nuôi bệnh sao? Lúc nào khó lắm. Bệnh mau tử này uống có được. Tôi là uống biết bao nhiêu rồi. Cái ông mà hôm bữa tôi quay lên xin tiền cho ổng đi núi Con Két mà chị bệnh gan cái bụng bự đó, ông có coi cái clip đó không? Có. Bớt chưa chú? Bớt cái gì mà bớt, đi qua bển uống xong rồi bây giờ ỉa ra máu luôn rồi bắt đầu bây giờ đi qua viện châu đốc nằm bển nè. Nguy hiểm. Nó không có chịu thuốc. Giống như uống con bữa hai bữa mà đi cầu ra máu luôn rồi ổng sợ rồi ổng đi xuống châu đốc nằm luôn rồi. Ra máu rồi sắp đi rồi đó. Rồi giờ xin tiền cho ổng xong rồi ổng vô bệnh viện nằm luôn rồi. Bữa hổm mình sang đằng này cũng đau gan nó chút. Cũng ỉa ra cất gan thôi. Không, còn cái này ổng nói ra máu luôn. Chết luôn. Ổng nói nó sổ ra huyết không. Mà không có sáng. Rồi ổng sợ rồi ổng chạy xuống bệnh viện Châu Đốc nằm luôn rồi. Rồi tới bữa nay là tôi chưa có hỏi thăm ổng coi sao nữa. Thì bữa ổng báo tôi đó mới xin bữa trước bữa sau ổng đi là qua bển có bữa sau nữa là ổng điện báo rồi đó. Ổng nói là bây giờ là đi cầu ra máu quá rồi ổng sợ quá rồi ổng đau quá rồi ổng đi xuống nhập viện Châu Đốc luôn rồi. Ổng nói có bài thuốc cốc với châu hằng gì đó. Thì ổng nói ổng ăn gà sống gì nữa đó mà thấy cái đó tội quá không có làm nữa. Rồi bây giờ tối rồi còn đi vô bệnh viện cho tiền cho con Ngọt nữa. Rồi giờ về hả Mập? Dạ. Dạ. Rồi vài bữa nữa đi chơi cho hay ha. Bà nội đi nữa hả? Bà nội đi nổi không? Nổi. Đi không nổi rồi sao? Nổi. Nó cổng. Bắt thước cổng à. Đi không nổi rồi rồi ai chờ? Giờ lúc đó mày cổng phải không? Bà hai bó chổi mày thấy không? Bà đi xây sẩy xây sẩy. Còn bà nội mày bị đau giò mà mày ngủ bà nội đi chơi rồi họ đi leo núi leo đồ sao bà leo nổi? Đi Hà Tiên là đi leo núi đó, đi lên núi. Đi lên cúng mấy cái điểm cao là leo núi không đó. Mày nhắm ba đi nổi không? Mày đi không nổi là tao cho mày đi về với bả luôn đó. Tao cho mày đi về với bả luôn. Leo núi chắc đi không nổi à. Cái tội mày ngủ bả, tao cho mày đi về với bả luôn, tao kêu xe đưa ôm chở mày với bả về trước. Chịu không? Leo núi trẻ tao tội leo nổi. Rồi thôi về anh Tâm ơi, về còn vô. Về về còn vô bệnh viện nữa. Cô Ngọt bà khỏe lắm rồi. Cái bà mà tiểu đường mà xin đi bệnh viện đó. Bệnh viện Tân Châu hả? Bữa chở bà vô bệnh viện đó bây giờ bà khỏe rồi. Giống như bà bị lên máu á, rồi nó mệt bà làm mệt bà. Dạ. Chứ cái bệnh này nó hơi hay lên máu quá chú ơi. Nhưng mà cái bà cô Ngọt nó cũng sắp tới nữa đó. Cái giò bà bây giờ nó lỡ hoài nó không lành. Đưa thuốc sức cũng không lành nữa, tiểu đường biến chứng rồi đó. Là cái đó là giống như sắp sửa nó thối quá khớp rồi đó. Là thối đâu là mình gỡ đó đó. Gỡ khớp không mấy hồi chết đó. Cái phím bên trong cưa ngang đây chết rồi. Thì cái nào mà dữ lắm ta mới gỡ chứ đâu phải khi không mà gỡ gỡ hoài. Gỡ mà nó không lành là chết đó. Dạ. Sáng đi xuống dưới sớm siêu âm. Sáng mơ tranh thủ đi đi để coi bệnh nhẹ thì mình trị liền chứ để thôi ông đỡ nặng mới trị sao trị được. Ổng cái bệnh viện nhiệt tăng của ổng hả? Ông vô siêu âm đi. Không, không cần qua nhiệt tăng đâu, ở bên Tân Châu nói ông làm chủ á. Đúng rồi, ổng là chủ bệnh viện nhiệt tăng đó, nhưng mà ổng siêu âm cho mình xong là ổng báo kết quả xong à. Rồi thí dụ mà ổng hướng dẫn gì nữa thì ổng nói thêm. Thì bây giờ mình đi mình khám đi. Ông ra ngoài ông nói là cái bụng tôi nó ê nó đau hoài giờ tôi yêu cầu siêu âm. Đó, ông nói vậy thôi. Siêu âm coi nó bị cái gì mà nó cứ đau đường ruột chứ bao tử đau hoài là ở lên không à. Chân đó thủ. Thì ông nói vậy là được rồi. Vậy tranh thủ đi, để đi trễ cái ông qua cho đó. Là mình vô đó mình siêu âm đi hoặc là vô bệnh viện cũng được nữa. Nếu có bảo hiểm không vô bệnh viện cũng được nữa. Vô bệnh viện thì nó không tốn tiền luôn á. Vô bệnh viện là tốn tiền ở tỉnh nè. Ở trong bệnh viện cũng có siêu âm luôn. Ở ông bác sĩ Hậu cũng có siêu âm nữa. Mà bệnh viện thì nó chờ lâu lắm, ông công việc nhiều thôi vô bác sĩ Hậu đi. Nó siêu âm 4D nó thấy trơn à.
để thôi nó ấy này, nó đau đây mà nó về nó phì hơi nó... giống như bị đầy hơi phải không, ăn không tiêu phải không, tiêu nó đưa lên không à. Ừ thì tối bây giờ ngày không muốn thèm ăn giống vậy mà cái đầu nó bưng lên cái đầu ấy nó nhớ tâm tạo mày không muốn thèm nhang nữa. Giờ mơ đi khám liền đi ông ơi, đang coi bệnh gì rồi bắt đầu mình coi bệnh gì đang mình trị chứ ông để bệnh gì hoài sao được. Rồi vậy đi ha. Yeah.